Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình tiếp tục mình giới thiệu với các bạn cái món ăn ha. Cái tên mình đặt tên cho nó là cái món hương vị cuộc đời. Tại sao mình đặt tên vậy? À, và mình cũng giới thiệu sơ về cái món ăn. Cái tên nó vậy thôi nhưng mà mình làm cái món này là món ăn chay ha. Tại vì cũng sắp tới tháng 7 rồi. À, thì tháng 7 các bạn đều biết rồi đó. Tháng 7 là cái tháng người ta gọi là tháng Vu Lan, tháng báo hiếu. Đó, thì theo người Việt Nam mình thì nếu như mình ăn chay được tháng này thì cha mẹ mình nó rất tốt mà cho cha mẹ mình và cũng tốt cho bản thân mình. Thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái món này ha. Thì thành phần mình gồm đó là một củ hoa hay ta còn gọi là mướp đắng em, cà tím, củ cải trắng, củ cải đỏ và một ít đậu bắp ha. Được chưa? Tại vừa nãy mình bị quay video lúc nó bị lỗi chút xíu lên rồi mình đã bỏ vào rồi nhưng mà mình lại lướt qua ha, nên mình sẽ chiếu thôi các bạn cho bạn ha. Thì đầu tiên cái món này mình đến là đơn giản, mình bắt đến nên mình phở một ít tỏi vào ha. Sau đó là mình sẽ cho củ cải trắng ha, củ cải trắng, sau đó mình cho củ cải đỏ vào hũ hoa hay ta còn gọi là mướp đắng. Sau đó tới tiếp đó là cái cà tím và cuối cùng là đậu bắp vào. Sau đó mình xịt ít mứt tương, một ít đường vô. Thì tại sao cái món này mình gọi nó là món hương vị cuộc đời? Tại vì con người mình ha, lúc mới sinh ra thì nó rất là ngây thơ trong trắng. Thì màu trắng của củ cải nó đại diện cho mình lúc mình còn nhỏ, nhìn cái gì cũng rất là trong trắng và ngây thơ. Nhưng khi ta lớn lên một chút xíu rồi, ta biết nhìn nhận cuộc sống một chút xíu rồi, thì ta lại nhìn cuộc đời với cái ánh mắt màu hồng. Nhìn sự vật rất là đơn sơ, không nghĩ gì hết. Cuộc sống tràn đầy cái màu hồng hạnh phúc. Nhưng lớn ra rồi, ra rách rồi thì ta sẽ nếm trải đâu đó một chút vị đắng. Đó là vị đắng của trái hoa. Ê chưa? Và kèm theo cái nỗi đắng, cái niềm đau, đó là cái nỗi buồn. Mà nỗi buồn ngày xưa thường người ta dùng đại trưng cho cái màu màu tím. Màu tím nó là nỗi buồn. Được chưa? Nhưng cuộc sống vẫn phải sống, con người mình vẫn phải sống, mình vẫn có một niềm tin đâu đó, rồi sau này cuộc sống mình sẽ tốt đẹp hơn, mọi thứ rồi sẽ dần ổn hơn. Nên mình chọn cái màu xanh của trái đậu bắp, đó là màu xanh hy vọng, xen lẫn giữa những cái niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm đau, cũng như trong cái niềm hy vọng đâu đó cũng vắt hết một góc tối của cuộc đời, đó là màu đen của nước tương. Nhưng không phải cứ khoảng tối của cuộc đời ta cũng có cái vị ngọt, đó là vị ngọt của đường, vị ngọt của tình thương, đúng không các bạn? Mình nói vậy có đúng không? Thì mình đã giải trình xong giống như đình lễ nhờ giờ là mình đảo đều cái gì đây, cái cậu hộp này lên ha. Mình đảo đều như vậy lên các bạn ha. Và sau đó là gì, mình sẽ đậy nắp vào. Thì trong vòng là 15 phút ha, trong vòng 15 phút là ta đã có được cái món ăn, cái món kho thập cẩm, món rau kho thập cẩm ha, của món ăn chay. Mình ăn cơm, ăn với cơm rất là ngon ha. Ngày xưa mà thời con gái á, là có khi một năm mình ăn chay tới mấy tháng, nhưng mà giờ có gia đình rồi nhưng mình cũng khó, rất là khó ăn chay, nên là lâu lâu nấu lại không biết nó như thế nào ha các bạn ha. Rồi hẹn các bạn lại 20 phút nữa ha. Rồi quay trở lại ha các bạn ha, mình đã thấy khói nó bốc lên quanh nồi ha, điều đó chứng tỏ là chính ha. Giờ mình sẽ thay đồ làm ra ha, giờ mình cùng nhắc nồi ha các bạn ha. Bây giờ rất là thơm ha, rồi rất là thơm, đảo đều nè, đó bên cạnh là ngon ha. Thì mình cũng cần phải chú ý cho nó đẹp mắt chút xíu ha. Mình cho ít hành lá vô ha. Được chưa? Mình cho ít hành lá vào đảo sơ ha. Thế là mình đã có một cái món món kho ha. Ở trời mình đang ăn chay ha. Rồi giờ mình tắt bếp nha các bạn. Rồi
Rồi, ai thấy hay cho mình xin like nha. Rồi, tạm biệt các bạn nha.